Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Hôm nay buổi trưa nắng thì mình có tranh thủ chặt ra sau nhà chặt cái bưởi chuối rừng. Đây là cây chuối rừng nha các bạn. Đây là bưởi chuối rừng sau nhà mình. Thì cái bưởi chuối này mình đã trồng được 3 năm và giờ nó đã cho quả đây. Đây bưởi chuối mình mới chặt xuống này. Đấy, quả nó tuy nhỏ thôi nhưng mà chất lượng về dược liệu cũng như giá trị dinh dưỡng của nó cũng rất cao. Nên là rất tiếc là mình không kịp, không chuẩn bị camera sẵn nên là không quay được cái cảnh mình hạ cái cây chuối xuống, mình mới chặt xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua về cái cây chuối của mình và sau 3 năm thì nó đã sinh sản được như nào. Thì cái đây mà đã 3 năm mình có đi giúp bạn đi làm. Thì ở trong rừng làm thì mình gặp cây chuối này và đem về trồng rồi nó đã sinh. Đấy, sinh sản rất là nhiều con, nhiều cây chuối con này. Đây, có những cây con cũng có quả đây, buồng, buồng nhỏ, buồng này thì do cây nó ở thấp dưới tán quá nên là nó không phát triển được. Còn cái cây lúc nãy mình chặt cái buồng đấy là cây cao nhất trong cái đầu cây lớn nhất. Nó đón nhận nhiều ánh sáng nên là quả nó to. Đấy, còn đây là có một buồng này, này buồng này có những ánh sáng quả đang phát triển rất tốt này. Và bên này có một buồng nữa. Đấy. Đấy, buồng này. Đấy, đây là gốc chuối của mình đây, phát triển rất tốt. Đặc điểm của cái loại chuối này là lá của nó dài, cây cao và nó có ít nhánh thôi. Giờ mình không bón phân, mình thích để nó tự nhiên đấy, nên là nó hơi còi cọc tí đấy, nhưng mà mình thích để cho nó chất lượng quả của nó là tinh khiết 100%, không có hóa chất can thiệp. Đây, mình vừa mới chặt xong cái cây chuối già mình đã hạ xuống đây, cây này rất cao rồi nha. Đấy, cây chuối 3 năm của mình, cây chuối rừng đấy, mình đã về nhà trồng. Nhưng mà gốc của nó là gốc rừng chuẩn, không có lai tạp gì hết. Đấy. Đây là cái bùng chuối của mình mới chặt xong. Đây, nó nằm đây. Chuối có được mấy nhánh này. Đấy. Chi quả của nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là tự nhiên, không có phân, không có hóa chất nằm trong này. Nên là dùng để ngâm rượu rất là tốt. Nghe dân gian họ nói thì quả chuối rừng này nó ngâm rượu. Cái rượu đó chứa được cả các bệnh về dạ dày này, đau lưng này. Đấy, còn nhiều công dụng khác. Bây giờ mình ra ngoài thị trường thì một buồng chuối như thế này thì có giá khoảng 150.000 đến 200.000. Nhưng mà bây giờ mình đã trồng được, mình sẽ tận dụng sẵn có ở nhà mình thì mình cũng không chưa bị đau lưng mà mình ngâm rượu thì thỉnh thoảng có khách đến thì cái rượu chuối này nó cũng rất thơm và ngọt, nên là cũng muốn chia sẻ với bạn bè của mình. Thế là đấy, thì sau đây mình sẽ đem vào nhà và để cho nó chín thì mình sẽ bóc vỏ ra và phơi khô để ngâm rượu thôi. Cái loại quả này, loại chuối này đặc điểm của nó là rất là nhiều hạt. Thì chín thì có mùi rất thơm. Mình không ăn được nhé, cái loại chuối này chỉ ngâm rượu thôi. Bây giờ mình sẽ chẻ ra một quả cho các bạn xem nhá. Xem cái hạt của nó trong nhá. Chẻ quả này nhá. Đây. Sẽ đặt camera. In phần mình sẽ chẻ. Đây. Nha. Bạn chú ý nhá. Đây. Đấy. Ồ, cứng lắm. Rất là cứng luôn. Đây, quả của nó gòm rất nhiều. Nhiều hạt thế này đây. Nhựa của nó. Đây là quả chưa chín, sắp chín rồi, già lắm rồi. Chắc 2 hôm nữa nó chín rồi. Khi chín thì mình sẽ để nắng to này, mình sẽ phơi nắng, nó cũng nhanh khô ra. À, đem ngâm rượu. Đấy. Thì đây là cái loại chuối rừng nguyên bản ấy.
của vùng núi Tây Nguyên. Đấy, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn cái bưởi chuối và giới thiệu sơ qua về cái công dụng, tác dụng của cái loại chuối rừng. Xin chào tất cả, tạm biệt tất cả các bạn, và các bạn hãy nếu thích video thì các bạn hãy đăng ký và like video của mình nhé. Bye bye các bạn.